Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với video trong chủ đề series Clash of Clans của mình. Đó chính là về combo đã thổi tắt lịm máy phóng dung nham. Vậy combo lính bay minion và tàu thả xương này sẽ hiệu quả như thế nào? Các bạn hãy cùng xem tới cuối video này để có thêm thông tin chi tiết. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy để lại mình một like, share, ấn vào quảng cáo để giúp mình có thêm động lực ra thêm những video hay hơn trong thời gian tới. Và hãy chắc chắn rằng các bạn đã bấm đăng ký kênh Akari Gaming, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được những thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video. Còn bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu thôi nào. Let's go! Trên màn hình của quý vị và các bạn đây chính là mẫu bay nhà hội trường thợ xây cấp 9 của mình mà mình đã làm video rồi. Vì mẫu bay này mình thấy là thủ nhà khá là dẻo với một cỗ máy phóng dung nham mặc dù chỉ là mới cấp 1 của mình thôi. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một combo đánh bằng lính bay cơ. Và mình thấy đánh khá là hiệu quả và khắc chế được máy phóng dung nham rất nhiều. Các bạn có thể thấy là mình đã giành được rất nhiều trận thắng ở đây. Và mình sẽ review cho các bạn một số trận thi đấu mà có phần trăm cao nhá. Rồi mình sẽ thử lại review về cái trận mà đánh 1 sao này này. Và bạn kia cũng chỉ đánh mình được 1 sao thôi. À đây, đây không có máy phóng dung nham thì chúng ta kiếm một trận khác nào. Nó cũng không quá khó lắm đâu. Trận đầu tiên luôn đi. Đây. Thì ở cái mẫu bay này thì người chơi này vừa mới lên tàu căn cứ hội trường thợ xây cấp 9 thôi. Các bạn có thể thấy là vẫn để cái Air Defense này và cái lều ô tô ở phía ngoài cơ. Và có một điểm sai lầm của người chơi này là để cái máy phóng dung nham nó quá gần phía ngoài. Đấy là lý do mình đã khai thác triệt để cái điểm yếu này. Xung quanh nhà người chơi này thì có những công trình thì mình đã thả nốt minion để ăn những công trình này là bên trong cao, rải đều từ hướng 3 giờ tới hướng 12 giờ bằng thả xương. Đấy, các bạn có thể thấy là những em xương đã ăn cái air defense ở góc 3 giờ này rất nhanh. Và khi đã tiếp cận được vào vòng trong rồi thì máy phóng dung nham nó đang bị đơ. Nó chưa biết là phải tấn công cái gì. Bởi vì combo thả xương này có đơn vị xương nó rất là linh hoạt và rất là nhiều. Đây, các bạn có thể thấy là đã co cụm lại và những em minion của mình đã được áp sát rồi. Rỉa rất là nhanh. Và các bạn thả từ từ lần lượt thôi, không cần phải thả vội đâu. Đấy, các bạn có thể thấy chưa? Đã được gần 60% rồi. Những em minion này chiến đấu rất là kiên cường. Và trong pha thi đấu này các bạn có thể thấy là chỉ còn 3 em ở đây thôi. Đấy, vẫn chiến đấu này. Còn một em này, ôi đấy, vẫn ăn được phát cuối trước khi oẳng. Quá ngon luôn. 64% nhẹ nhàng đã khắc chế được máy phóng dung nham ở hội trường thợ xây cấp 9 nha. Ở trận thi đấu thứ hai này thì mình đã chiến thắng rất là xít sao, 41%, và bên kia thì đánh được mình với chỉ là 39% thôi. Các bạn hãy cùng xem cái combo của mình đánh mà không có cỗ máy chiến đấu nha. Đây. Và người chơi này thì để cái máy phóng dung nham ở khu vực trung tâm. Mình thì là xác định là đi rỉa cái đã. Rỉa để cắt góc cho nó hợp lý. Và quyết định tấn công từ hướng 6 giờ đến hướng 8 giờ. Đây các bạn có thể thấy đây rồi. Cái hướng đối diện này luôn, mình tấn công vào đây bởi vì tập trung hai cây air defense ở đây. Và mình quyết định là chơi lớn luôn. Bởi vì là ăn được những công trình phòng thủ trên không này thì minion của mình sẽ có cơ hội tiếp cận vào khu vực phía trong nó hợp lý hơn. Nhưng tuy nhiên ở đây thì hỏa lực cực mạnh luôn. Đây, các bạn có thể thấy nào là máy nung này, nào là tháp siêu hồ quang điện này. Và chưa kể đấy chính là cái pháo đa nòng kia nữa. Còn máy phóng dung nham thì các bạn có thể thấy là nó bất lực rồi đối với những đơn vị không quân như là minion. Những em này ăn xong được cây máy nóng là bị tháp hồ quang điện siêu cấp nó giật cho teo luôn. Và chúng ta hãy cùng xem tiếp về cái combo người chơi đó đánh cái mẫu bay phòng thủ của mình. Và mình đã làm video cho các bạn rồi. Nó phòng thủ rất là chắc cốp với combo là PK Giant thì nó chống tuyệt đối luôn. Mình sẽ để vào phần khác
nên các bạn có thể theo dõi khi trên kênh của mình nhé. Đấy chính là combo mới nhất bay cúp ở hội trường thợ xây cấp 9, mình đã làm video rồi. Theo cái hướng đánh này thì các bạn có thể thấy là PK đã bị giải đều sang hai bên luôn. Đấy, xe đại bác cũng thế, đã bị ăn vào cái máy phóng dung nham ở bên này rồi, có vẻ như rất là yếu. Và vào đây thì bị hai cái máy dập hai bên nó thổi cho cực kỳ thốn luôn. Đấy, chuẩn bị PK nó sẽ phát nổ ở đây này, nó phá nát công trình gì không, nát hai công trình luôn. Các bạn thấy sức khủng khiếp của PK cấp độ 16 chưa? Mình đánh nhà bạn này được 41% mà bạn này thì đánh nhà mình chỉ được có 39% thôi. Đấy, đấy là lý do mà đánh quân bộ nếu mà gặp phải máy phóng dung nham thì nó sẽ rất là tù. Nên đấy là lý do các bạn nên chuyển sang cơm đơn vị bay, nó hợp lý hơn. Ở thời điểm hiện tại thì mình vẫn đang nâng cỗ máy chiến đấu, nên đã có một số trận thi đấu mình đánh mà không hề sử dụng cỗ máy chiến đấu luôn, nhưng kết quả là vẫn có được phần thắng. Và đây chúng ta sẽ cùng review lại cái trận đánh mà hai bên đã sử dụng cùng combo và cùng đánh cái mẫu bay tương tự nhau và đều có máy phóng dung nham là thủ nhà cả. Ở trong trận thi đấu này thì người chơi này đặt máy phóng dung nham ở khu vực trung tâm. Tuy nhiên là có rất nhiều công trình phòng ngoài, nên mình đã khai thác triệt để cái lợi thế này để tăng tối đa phần trăm phá hủy của mình lên. Đã giải đều minion ở vòng ngoài luôn. Các bạn có thể thấy là sơ sơ cũng đánh được gần 20% rồi đấy. Và trong trận thi đấu này thì mình quyết định là tấn công từ hướng 12 giờ đến hướng 3 giờ các bạn ạ. Đấy, Thá Xương đã được xong trận rồi và giải đều minion để áp sát các góc hai bên cho đại quân nó tập trung vào khu vực ở giữa. Việc không có cỗ máy chiến đấu thì nó cũng giảm đi cái phần trăm phá hủy đi đôi ít phần, nhưng mà các bạn hãy tự tin lên, không sao đâu, combo bay này nó rỉa rất là tốt. Và các bạn có thể thấy nhật ký chiến đấu của mình là xanh gần hết, chỉ có duy nhất một trận là màu đỏ thôi. Đại quân đã tiếp cận được khu vực trung tâm rồi. Máy phóng dung nham bây giờ nó chỉ dương mắt lên nó nhìn vậy thôi, nó không giải quyết được vấn đề gì ở với cả đơn vị đánh bay nữa cả. Trận thi đấu này mình đã giành được 58% thôi, tuy nhiên vẫn giành được chiến thắng. Và chúng ta hãy cùng theo dõi kết quả của trận mà bên người chơi Joe này tấn công lại mình nhá, để thấy được cái sự thủ nhà dẻo dai của mẫu bay mình. Đây, người chơi chỉ đánh được 49% thôi. À, vẫn là cái hướng đánh từ 3 giờ đến 6 giờ. Rất liều mình. Và có một số combo mình đã làm video về mẫu bay bay cúp ở hội trường thợ xây cấp 9 này rồi. Thì hầu hết tất cả những trận thi đấu mà đánh ở cái hướng này thì đều là gãy cả và đều có kết quả là thua mình. Nếu đánh hướng ngược lại từ hướng 9 giờ đến hướng 12 giờ thì có khả năng giành được chiến thắng thôi, bởi vì phần trăm phá hủy bên đấy nó cao hơn. Vâng, các bạn có thể thấy là đại quân đến thời điểm này nhìn là rất là ồ ạt và kinh khủng. Tuy nhiên gặp vậy, những đơn vị phòng thủ của mình đã tập trung cụm lại, co cụm ở đây rất là chắc chắn. Và minion đã bị tiêu diệt lần lượt khi mà máy Thả Xương đã bị rụng xuống. Mình không để cho những công trình vòng ngoài và cho minion có thể ăn được đâu. Đấy, các bạn có thể thấy là người chơi này chỉ giành được 49% và mình đã chiến thắng. Mình vừa mới làm được một trận nữa mà không cần phải sử dụng bộ máy chiến đấu và đã giành được một sao, còn người chơi bên kia không giành được sao nào cơ. Đây, mình sẽ cho các bạn thấy được cái hiệu quả của combo này. Ở trong cái mẫu bay này thì người chơi này đang nâng cái Elephant ở cái hướng lên 12 giờ. Và mình quyết định tấn công sẽ là từ mặt 12 giờ và xuống góc 3 giờ. Bởi vì thấy nó khá là yếu ở hướng này. Với cả là ăn được phần trăm ở phía ngoài nó linh động hơn. Đã minion ở đây ăn trước, rồi góc 9 giờ cũng có một minion nữa. Cứ góc nào mà mình cảm thấy nó không bị những công trình phòng thủ bắn tới là mình sẽ rỉa, để cho minion ăn được càng nhiều càng tốt.
và ở khu vực góc 12 giờ và hướng 3 giờ khi mình đánh vào thì là sẽ phải dọn dẹp rác, nó phải cẩn thận và cắt hai bên cái đã. Những anh em đơn vị bảo vệ làng này giúp cho đại quân xuống tiêu diệt rất là nhanh chóng, và chỉ có duy nhất là một cái air defense ở đây. Minion thì mình không thả cùng lúc đâu, bởi vì là minion có được thời gian bắn xa trong vòng bao nhiêu giây đấy, nên là cứ từ từ, không phải vội để sử dụng tối đa cái năng lực của em. Lúc mình tính là cái trận này nó sẽ cắt góc được hai bên và vào ăn cái nhà chính này này, thì tuy nhiên ở đây gặp cái máy lò nung, thế là nó cho thành minion gác bếp hết. Gác bếp xong thì vào đây gặp ngay hai cái air defense ở đây bắn cực kỳ rát luôn. Và các bạn có thể thấy là cỗ máy phóng dung nha nó bị tiêu diệt rất là nhanh chóng rồi. Đại quân tập trung sang bên này dọn rác thì lại được nhiều phần trăm lắm. Đây. Và kết quả là mình đã giành được 62%. Chúng ta hãy thử quay lại làng chính xem cái nhà bên kia đánh mình nhá, để các bạn thấy được cái độ thủ nhà dẻo dai mà combo mình đã sử dụng cũng như đã làm video cho các bạn rồi. Đây này. Vào đi em ơi. À vâng, một thanh niên tàu Trung Quốc sẽ đánh từ hướng nào đây? Đang nghiên cứu và phân tích. Ở đấy, vẫn là cái hướng tử thần này. Cái hướng này là hướng tử thần của các bạn đấy. Bẫy đã đón ở đây rồi. À, thanh niên này cắt góc trước. Cũng khá là thông minh. À, đổi hướng rồi. Đánh từ 6 giờ đến 9 giờ rồi. Không phá được tường thì rất là nguy hiểm. Đại quân xông vào khu vực này thì hơi đen rồi đấy. Bẫy rất nhiều thấy chưa? Và các bạn thể thấy là đánh quân bộ thì máy phóng dung nham nó phát huy tác dụng cực lớn, và những xe đại bác đã bị tiêu diệt gần đi gần hết rồi. Bởi vì là nó tiêu diệt tính gây sát thương theo thời gian. Khi mà đã dính cái dung nham rồi thì nó sẽ bị đốt dần, đốt